Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Mạc Gia. Truyện ngắn được mang tên Trả Oán. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Tất cả mọi thứ trên đời luôn luôn có quy luật của nó. Đâu đó trong cuộc sống đều bị cuốn lấy bởi một sợi dây có tên là nhân quả. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Yên Thịnh, có căn nhà ba gian to lớn, mấy chục năm không được tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa và mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. Hàng câu trước cửa với khu vườn nay đã mọc đầy cỏ dại, làm căn nhà lúc nào cũng đầy cảm giác u buồn và lạnh lẽo. Ngôi nhà đã từng rất khang trang này, trước kia là gian sơn của ông Lý, là một phú hộ nổi tiếng trong làng. Ngày ấy, ông Lý giàu có nhất vùng. Thời đó ông buôn muối, lại khéo ăn nói nịnh bợ, đút lót quan trên, nên ông càng làm càng phớt, của ăn của để không hết. Ngôi nhà nườm nượp kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng có người ra người vào. Bản thân ông Lý trước kia từng lăn lộn trong giới giang hồ, chém giết mà đi lên. Về sau, quan phủ quyết tâm trị an cho dân, nên ông mới quyết định về ở ẩn, chuyển sang buôn bán mới có được cơ ngơi như vậy. Cùng thời với ông Lý còn có ông Toàn, cũng là phú hộ giàu có trong vùng. Ông Toàn phụ trách các mối bán hàng gạo trong vùng. Khác với quá khứ chém giết của ông Lý, ông Toàn xuất thân từ gia đình giàu có, truyền lại qua nhiều đời, nên ông chỉ việc tiếp nhận sẵn cơ ngơi. Tuy là vậy, nhưng với đầu óc kinh doanh dạy bán, ông Toàn cũng phát triển cơ ngơi của gia đình để lại ngày một lớn hơn. Vậy nên ông Toàn với ông Lý là một cặp đôi phú hộ nổi tiếng thời bấy giờ. Nổi tiếng không chỉ về độ giàu có, mà còn vì tính cách của hai phú hộ hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Toàn là người hiền lành nhân từ, thường xuyên phát gạo cứu đói dân làng, từ thiện cho chùa chiền hay những người khó khăn. Trái với ông Toàn, dân làng kính sợ ông Lý bởi cái thói ngang tàn máu lạnh vốn đã sẵn có từ cái thời lăn lộn trong giang hồ của ông. Có lần ông Lý dắt chó đi dạo, khi đi qua phiên chợ của làng thì con chó của ông Lý chạy đến ăn tranh với thức ăn trong bát của một kẻ ăn xin. Xui cho tên đó, khi mà cố gắng xua đuổi con chó thì bị ông Lý nhìn thấy, và thế là sẵn cái ba ton trong tay, ông Lý giục tới tấp vào đầu của người ăn xin, miệng quát lớn: "Quân mất dạy này dám xua đuổi chó của ông đấy à? Chó ông mua bao nhiêu tiền mày có biết không? Có cộng ba đời nhà mày lại cũng không đền nổi đâu. Đồ mất dạy, đồ mất dạy." Mỗi một phát mất dạy thốt ra là một cái dục xuống khiến cho tên ăn mày phải khóc lóc gian sinh. Từ đó trở đi, hệ thấy ông Lý là người dân phải chào từ cách xa vài bước rồi lẳng lặng nhường đường, bởi không ai muốn làm phật ý ông rồi lại bị ăn đòn oan. Ông Lý có hai người con, một gái một trai. Khi đứa con gái của ông lên 5 tuổi, thì vợ ông hạ sinh ra một cậu ấm kháu khỉnh. Chỉ là sau khi sinh ra đứa thứ hai, thì vợ ông cũng qua đời. Do thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên ông Lý bù đắp mọi thứ cho hai đứa con. Sống trong nhung lụa, lại có sự dung túng của cha, hai đứa trẻ càng lớn càng trở nên khó bảo ngỗ nghịch. Người làm trong nhà rất kinh sợ mỗi khi hai cô cậu bày trò nghịch dại, nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng nói lời nào, bởi sợ làm phật ý của ông Lý, như vậy chẳng khác nào rước họa vào thân. Ông Toàn và ông Lý, kẻ buôn muối, người buôn gạo, phần ai người nấy làm, lộc ai người nấy hưởng. Tuy vậy, nhưng ông Lý không ưa gì ông Toàn, chung quy cũng vì cái tôi của ông Lý quá lớn, không muốn có kẻ phú hộ nào khác đứng ngang hàng với mình. Vào một ngày nọ, khi ông Lý đang ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà thượng hẹn mà các thương lái trong vùng biếu, thì người nhà giàu bẩm báo: "Bẩm ông, có một người lạ mặt tự xưng là bạn của ông xin gặp ạ." Ông Lý cau mày, bản thân ông sống trong cái làng này, ngoài quan tri huyện làm cho ông phải luồn cúi, thì làm gì có ai đủ tầm để xưng là bạn của ông.
đăm chiêu một hồi, ông nói: "Cho hắn vào." Người làm vâng dạ một câu rồi lui ra. Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên có dáng vẻ to lớn bước vào. Vừa nhìn thấy người này, ông Lý ngạc nhiên, vội đứng dậy nói: "Ồ, đại ca, sao đại ca lại tới đây? Lý Choát vẫn khỏe chứ?" Người đàn ông này tên là Ngưu, trước kia từng làm đại ca băng đảng mà ông Lý tham gia thời còn chém giết. Về sau băng đảng tan đàn xẻ nghé, khiến cho mỗi người lưu lạc một nơi. Cái tên Lý Choát cũng là do vị đại ca này đặt cho, vì ngày đó người ông Lý gầy ốm không như bây giờ. Hôm nay gặp lại vị đại ca ngày nào nên ông Lý có phần chột dạ. Ông đáp lại: "Em vẫn khỏe, lâu quá không gặp đại ca rồi. Sao thấy anh tới mà có vẻ sốt sắng thế? Mà còn đại ca cái gì? Bây giờ mày làm phú hộ một vùng rồi, có còn làm cướp bóc gì nữa mà đại ca, gọi là anh Ngưu được rồi." Anh Ngưu, mời anh ngồi." Tuy người đàn ông tên Ngưu nói vậy, nhưng ông Lý vẫn không thể quên cái uy sợ của vị đại ca trước mặt này. Một thời từng là tên cướp khét tiếng, khiến cho cả quan phủ phải kiêng dè, thân thủ linh hoạt, lại biết võ, cộng thêm cái tàn ác máu lạnh, nên trong nhóm đàn em phải kính sợ ông Ngưu một phép. Ông Lý có cái máu lạnh, một phần cũng vì ảnh hưởng của người cầm đầu. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông Ngưu nói: "Cuộc sống của mày tốt nhỉ, không còn lang bạc như hồi trước nữa." "Đại ca quá lời rồi, dạo này đại ca thế nào?" "Lại đại ca rồi. Từ ngày mày bỏ đi, nhóm hoạt động một thời gian cũng tan rã. Nay anh tìm đến mày, xem có chân sai vặt gì thì cho anh làm, chỉ cần ngày ăn ba bữa là được rồi." Ông Lý nghe xong khẽ cau mày. Ông không nghĩ cái người trước mặt này mà ngày trước ông kính sợ nay lại đến nương nhờ ông. Nghĩ ngợi một lúc, ông nói: "Em quen gọi đại ca rồi. Đại ca nếu chưa có dự định gì thì ở lại đây. Em không nói là giàu có gì, nhưng để sắp xếp cho đại ca một chốn để đi về thì không phải gì khó." Nghe xong, ông Lưu hài lòng gật đầu. Trò chuyện thêm một chút về những gì đã qua, ông Lý sai người mang lên cho Ngưu bộ quần áo mới, sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để vị đại ca này về nghỉ ngơi. Cứ như vậy, quãng thời gian tiếp theo, sự giàu có của ông Lý càng tăng lên nhờ có sự giúp sức của ông Ngưu. Những thương lái không chịu ông ép giá, chỉ vài ngày sau là tự giác đến mà cầu xin ông Lý. Bởi sau những lần thương nghị không thành công, cứ đến đêm hôm đó là có một kẻ bịt mặt lẻn vào thăm hỏi. Kẻ này có võ công rất giỏi, đám người canh gác nếu ngoan ngoãn không phản kháng thì còn lành lặn. Còn nếu không, người thì mất một ngón tay, có người còn bị đánh cho đến tàn phế. Tuy không ai nói ra, nhưng các thương lái đều biết người đứng sau những vụ việc này chính là ông Lý, và người bịt mặt không ai khác là ông Ngưu. Người ngoài sáng, kẻ trong tối. Dù có người bạo gan đến tố cáo với quan phủ, nhưng chẳng có chứng cứ nào. Cộng thêm ông Lý đút lót cực lớn, nên quan phủ chỉ thụ án qua loa, thậm chí còn phạt lại người báo án vì tội vu khống. Chính vì điều đó mà ông Lý ngày càng lộng hành, thị trường buôn muối của ông ngày càng mở rộng. Tuy sự giàu có ngày càng tăng lên, nhưng vẫn khiến cho ông Lý chưa thỏa mãn, bởi cái gai lớn nhất trong mắt của ông chính là ông Toàn. Cái miếng bánh lớn béo bở của thị trường buôn gạo nhà ông Toàn làm cho ông Lý dòm ngó từ lâu. Chưa kể ông Toàn là một phú hộ lớn như ông Lý, tuy đối nhân xử thế rất tốt, nhưng cũng không quên quy tắc làm ăn trên thương trường, cũng như chốn quan phủ, cống nạp vẫn rất hậu hĩnh. Vậy nên quan tri huyện cũng từng nhắc nhở ông Lý là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng càng như vậy thì ông Lý càng ghét. Một đêm nọ, ông Lý gọi ông Ngưu đến, soạn một bàn ăn chỉ có hai người. Ông rót một chén rượu đầy, nói: "Đại ca có thích sống như hiện tại hay không?" Ông Ngưu cầm chén rượu lên và uống cạn, đáp lại: "Tuy cơm áo ăn mặc không phải lo thứ gì, nhưng ta vẫn thích cuộc sống tự do hơn." Ông Lý mỉm cười, rồi nói nhỏ hơn, chỉ vừa đủ hai người nghe:
đại ca có muốn làm một vụ làm ăn lớn không? Xong xuôi vụ này thì củ cải đủ cho đại ca sống cả đời. Vụ gì? Đại ca có ngại giết người nữa hay không? Nghe xong, ông Ngưu thoáng sửng sốt, bản tính máu lạnh hoang dã lại trỗi dậy. Tuy ông Lý đối đãi với ông không thiếu thứ gì, nhưng với cái chất ngông của một đại ca như ông Ngưu, không thể cả đời ở mãi một nơi như thế này. Nói xong, ông Lý ghé sát tai nói thầm với ông Ngưu một kế hoạch, khiến cho ông Ngưu nở một nụ cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm. Thú vị, rất thú vị. Lại nói đến ông Toàn, cuộc sống của gia đình ông cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn viên mãn. Cuộc sống không phải lo nghĩ, lại được lòng dân. Có một cậu con trai 10 tuổi rất khấu khỉnh, ông Toàn cũng rất hay cúng bái lễ chùa. Tuy nhiên, người ta vẫn hay nói, người tốt thường đoán bệnh. Chẳng bao lâu sau, một vụ án chấn động toàn bộ dân làng Yên Thịnh, khiến cho câu chuyện được bàn luận cả tháng cũng không hạ nhiệt. Vào một ngày mưa to gió lớn, người ta phát hiện ra vợ chồng ông Toàn cùng một số người ở trong nhà đều đã bị sát hại một cách dã man. Nam thì bị cứa cổ, nữ thì bị lột hết quần áo rồi bị treo cổ lên, chết không nhắm mắt. Vợ ông Toàn được phát hiện trong phòng ngủ, ngay trên giường với một nhát đâm vào tim. Thê thảm nhất vẫn phải nói đến ông Toàn. Cái đầu của ông bị chặt đứt lìa, bị cắm vào chính cây gậy mà thường ngày ông vẫn dùng để chống khi đi lại và dựng nó ở giữa đại sảnh. Tuy chết rất nhiều người như vậy, nhưng có một điều đặc biệt, đó là người ta không hề tìm thấy xác của đứa con trai 10 tuổi của ông Toàn. Không ai biết nó đã đi đâu. Vụ thảm án ấy kinh động đến các quan ở trên tỉnh, nhưng có điều tra thế nào cũng không thể truy ra được thủ phạm. Hung thủ ra tay quá tàn ác và không để lại dấu vết nào. Vậy nên điều tra một thời gian rồi quan phủ cũng kết luận đây là một vụ án giết người cướp của, bởi tài sản của ông Toàn đều đã bị vét sạch. Đám ma của ông Toàn rất hoành tráng, được chính tay ông Lý lo liệu. Không phải không ai nghi ngờ ông Lý, nhưng mọi thứ cũng chỉ đều dừng lại ở lời nói truyền tai nhau, chứ chẳng có một chút bằng chứng gì cả. Kể cả người đàn ông tên Ngưu đó cũng không bao giờ xuất hiện tại nhà của ông Lý nữa. Ông Lý đứng ra lo liệu đám ma là để lấy tiếng. Ông nói rằng cùng là phú hộ với nhau, chỉ cầu mong cho nhau tốt lên, chứ không muốn âm dương cách biệt như thế này. Ai ai nghe xong cũng đều cười khẩy trong lòng. Cái ngữ như ông mà nghĩ được cho người khác như thế thì cái làng này đã được nhờ. Người người đều thương xót cho ông Toàn. Người như ông đúng là đoán mệnh. Cứ như vậy, một tháng sau, ông Lý khăn gói lên trên tỉnh một chuyến gặp các quan trên đó. Xong xuôi, ông lại về gặp quan tri huyện. Tất nhiên là vì miếng bánh béo bở của thị trường buôn gạo. Ông Lý cam kết vẫn giữ nguyên các khoản lo lót của ông Toàn đã làm, thậm chí là có phần hậu hĩnh hơn, nên các quan đều nhắm mắt để cho ông thâu tóm. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, ông Lý càng bành trướng các mối làm ăn của mình. Giờ đây, dù là buôn muối hay buôn gạo đều phải thông qua ông Lý, khiến cho những người thương lái gạo ngày trước đang làm việc với ông Toàn đều phải thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Có người bỏ xứ đi, có người thì không thể dứt bỏ, nên vẫn phải cắn răng bị ông Lý ép giá. Cũng bởi vậy nên giá của gạo ngày càng tăng cao, khiến cho cuộc sống của dân làng đã khó khăn nay lại càng thêm phần bi đát. Mười năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua, vụ thảm án nhà ông Toàn sớm chỉ còn là những câu chuyện truyền miệng để kể về những ví dụ cho việc người tốt đoán mệnh. Ông Lý lúc này đã vững chắc cơ ngơi của mình, của cải của ông nhiều đến độ không kể xiết. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khoảng thời gian sau vụ thảm án ấy, ông sống trong mệt mỏi và lo sợ khi những cơn ác mộng vẫn hành hạ ông mỗi đêm. Ông thường hay mơ thấy ông Toàn. Phải, chính ông là người đứng đằng sau vụ thảm án ấy. Không những thế,
mà ông còn trực tiếp tham gia. Vào cái đêm hôm đó, ông Lý cùng ông Ngưu và một số tên đồng đảng cũ đã lẻn vào sát hại các thành viên trong gia đình ông Toàn. Ông Lý là người trực tiếp tặng ông Toàn một nhát đao vào cuốn tim. Trong lúc chống cự, ông Toàn đã kịp giật xuống cái khăn che mặt của ông Lý. Mặt đối mặt, ông Lý nhoẻn miệng cười. Tao sẽ lo mai chay cho mày, yên tâm mà chết đi. Cuối cùng là rút thanh đao ra, chém bay đầu ông Toàn, sau đó cắm nó ở giữa đại sảnh. Sau cái đêm định mệnh ấy, ông thường mơ thấy ông Toàn hiện về đòi mạng, khiến cho ông phải trải qua chuỗi ngày mệt mỏi và hoảng sợ. Khi ông sắp không chịu nổi được nữa, thì chỉ thấy ông đi đâu đó vài ngày, sau đó thì trở về. Thì ra là ông đã đi tìm thầy bùa để giúp ông trấn yểm oan hồn của vị phú hộ xấu số kia. Vì là người đứng ra lo liệu đám ma cho ông Toàn, ông Lý dễ dàng ghé thăm mộ ông Toàn mà không sợ dị nghị. Nghe lời của lão thầy bùa, ông đóng ba cây đinh sắt, mỗi cái dài ba tấc xuống nền đất ngôi mộ theo hình tam giác. Tiếp đến là một hình nhân được bện bằng cỏ, cùng một đạo bùa với những ký tự được viết bằng máu. Tất cả đem chôn xuống nền đất ngôi mộ. Ở nhà, ông treo rất nhiều gương bát quái, những đạo bùa giấy dán khắp nơi. Từ đó, ông không còn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ đó nữa. Ngoài những nỗi sợ hãi ấy, thì ông còn một gánh nặng ở trong lòng cứ theo ông suốt 10 năm qua. Đó chính là Mai và Bảo, hai cô cậu quý tử của ông. Mai là cô con gái đầu lòng của ông. Cô rất giống mẹ, tuy nhiên tính tình thì trái ngược. Mai nổi tiếng lẳng lơ, đam mê sắc dục. Người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ cần là nam nhân thì đều bị cô lả lướt, thậm chí là ăn nằm, khiến cho ông Lý phải nhờ đến quan tri huyện tống cổ mấy tên người ở không có mắt này vào trong tù. Nhưng như vậy cũng chỉ khiến cho người trong nhà e sợ. Vị tiểu thư lẳng lơ này lại còn giấu thân phận, đi ra ngoài hẹn hò với trai làng bên, khiến cho ông cũng bất lực. Cậu thiếu gia tên Bảo cũng không kém cạnh cô chị khi cậu nhiễm cái thói đỏ đen. Hiếm khi thay Bảo thiếu gia ở nhà, cậu thường biệt tích vài ngày. Có đợt thì gần 2 tuần không thấy mặt mũi của Bảo. Chỉ khi nào cậu trở về thì người ở biết chắc rằng cậu đã thu sạch tiền, chỉ về cho có lễ rồi lại nghĩ cách lấy tiền của ông Lý mà đi chơi. Nhìn cái cảnh của hai đứa con khiến cho ông Lý vừa giận vừa sầu. Cơ ngơi ông mất bao công sức gầy dựng, có lẽ sẽ lụi tàn sau khi ông chết đi. Trong một ngày mà ông Lý đi thu tiền hàng, đi cùng ông chỉ có một người ở, cũng một phần ở cái đất này, có ai là không biết đến danh ông Lý. Bản thân ông lại có chút võ, nên ông không cần người bảo vệ. Khi đang trên đường đi về, có một cái bóng nhẹ lướt qua người ông. Lúc ông phát hiện ra thì cái túi tiền mà ông dắt bên hông đã bị nó giật lấy. Đó là một cậu nhóc gầy gò đang cắm đầu chạy thục mạng. Khi ông Lý còn chưa kịp hô người ở đuổi theo thì lại có thêm một cái bóng đen khác lướt ngang qua ông, dường như đang đuổi theo tên nhóc trộm cắp kia. Cái bóng kia rất nhanh, dù cho tên nhóc có chạy trước thì cái bóng đen ấy vẫn sắp đuổi kịp. Nhận thấy sớm muộn gì cũng bị tóm, tên nhóc kia không nói hai lời, dứt khoát ném trả lại túi tiền về phía sau, rồi rẽ vào một con hẻm, mất hút. Mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát. Cái bóng đen đuổi theo đó là cậu thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú, với một nước da ngăm ngăm đen. Cậu thanh niên lúc này đã nhặt lại túi tiền, sau đó quay trở lại trước mặt ông Lý, cúi thấp đầu và dùng hai tay giơ túi tiền lên, miệng nói: Bẩm ông, con đã để tên nhóc đó chạy thoát, mong ông trách tội. Ông Lý khẽ cau mày, vốn là dân nhà giỏ, sao ông không nhìn ra được thân thủ của cậu thanh niên này cực kỳ tốt. Nếu như hắn cầm túi tiền của ông mà bỏ trốn, thì ông cũng hết cách. Ông thấy hơi ngạc nhiên khi hắn không bỏ chạy mà lại trả túi tiền cho ông, thậm chí còn xin trách tội. Nhận lại túi tiền, ông nói: Mày là ai? Tại sao tao chưa nhìn thấy mày trước đây? Người thanh niên vẫn cúi đầu trả lời: Dạ bẩm ông Lý, con là người làng bên, vì mùa màng kém cỏi quá nên con đi lang bạc sang làng này kiếm ăn. Mày biết ông đây sao?
Cả làng này, thậm chí là làng bên, có ai là không biết tới danh ông Lý đâu à. Với số tiền trong túi ông đây, đủ cho mày cơm no áo mặc trong vòng cả năm đấy. Sao mày không chạy luôn? Dạ bẩm, con đây tuy nghèo nhưng không có hèn ông ạ. Đói cho sạch, rách cho thơm. Ông Lý nghe xong câu này thì bật cười. Ông cảm thấy cậu thanh niên này có vẻ thú vị. Ông nói: Tốt, vậy giờ mày muốn ông thưởng cái gì? Cậu thanh niên lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cậu nói: Dạ bẩm ông, ông cho con một bữa ăn no là được rồi ạ. Ông Lý ngẩn người vì cái yêu cầu của cậu thanh niên này quá đổi bình thường. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông đáp: Chỉ một bữa ăn thôi sao? Mày chắc chứ? Dạ, con chỉ cần vậy thôi ạ. Mày tên gì? Dạ bẩm, con tên là Sâm. Nếu chỉ là một bữa ăn thì quá đơn giản với ông đây. Tao thấy mày có thân thủ nhanh nhẹn, mày biết võ phải không? Chàng thanh niên giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại: Sao ông biết thế à? Con có biết chút võ. Hừ, chút bản lĩnh đó mà ông không nhìn ra được thì đâu thể lăn lộn tới bây giờ. Ngoài võ vẽ ra, mày còn biết làm gì? Dạ, con biết nấu ăn, con nấu rất ngon đấy ông ạ. Ông Lý cau mày. Một người vừa biết võ lại biết nấu ăn, tuổi tác còn rất trẻ, sao lại phải đi lang bạt sang làng này? Nhưng rồi ông gạt bỏ thắc mắc ấy qua một bên, bởi chính bản thân ông ngày rút khỏi chốn giang hồ cũng phải lang bạt khắp nơi mới có được như ngày hôm nay. Ông nói: Sâm, từ nay mày đi theo hầu hạ ông, theo ông á thì ông sẽ không để mày thiệt thòi. Ý mày sao? Chẳng cần suy nghĩ, cậu thanh niên tên Sâm trả lời luôn: Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Con đội ơn ông. Ông Lý gật đầu hài lòng. Trò chuyện thêm một lát, ông Lý ra hiệu đi về. Và thế là chàng thanh niên tên Sâm lẳng lặng cúi đầu bước theo sau ông Lý. Chỉ là không ai thấy được ẩn giấu dưới khuôn mặt đen cúi ấy là một nụ cười đầy nham hiểm. Về đến nhà, mọi người khá ngạc nhiên khi việc đầu tiên ông Lý yêu cầu đó là bảo Sâm vào trong bếp nấu cho ông vài món ăn. Ai ai cũng đều xì xào bàn tán về cậu thanh niên lạ hoắc này, nhất là khi nghe tên người ở của ông Lý kể về chuyện tình cờ gặp nhau giữa ông và cậu Sâm. Được ông chủ yêu cầu, Sâm vui vẻ vào trong bếp. Là cạch một hồi, mùi hương trong bếp tỏa ra khiến cho ai nấy nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ một lúc sau, Sâm đi ra với một mâm đồ ăn gồm 3 món dâng lên nhà trên, nơi ông Lý đang ngồi chờ sẵn cùng với một chai rượu nếp. Người trong nhà túm tụm lại bên ngoài, cốt là để hóng xem phản ứng của ông chủ khó tính này sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy mấy món ăn, ông Lý tỏ vẻ ngạc nhiên, dù chưa ăn thử, nhưng chỉ với mùi hương tỏa ra đã khiến cho ông có cái nhìn khác hẳn về cậu thanh niên này. Khẽ cầm đũa thử món ăn đầu tiên, ông Lý nhai một cách chậm rãi, nhắm hai mắt lại và cảm nhận. Khi thức ăn trôi qua cuống họng xuống dạ dày, cũng là lúc ông mở mắt ra, vỗ đùi cái đét, miệng nói: Ngon, rất ngon. Tiếp theo, ông thử hai món còn lại, món nào cũng khen ngon, càng thử lại càng cuốn, lâu lâu hớp một ngụm rượu, rồi khà một hơi rất sảng khoái. Mọi người há hốc miệng khi thấy cảnh ông Lý ăn ngấu nghiến. Thậm chí khi đã ăn hết thức ăn, ông Lý còn cầm cái đĩa lên, húp đến giọt nước chấm cuối cùng. Xong xuôi, ông ở một hơi rõ to, tay cầm tăm tre mà xỉa. Ông nói: Tốt, mày nấu ăn ngon lắm. Từ nay, mày sẽ nấu ăn chính cho ông đây. Ngoài ra từ nay, mày sẽ đi theo bảo vệ ông. Sâm nãy giờ vẫn đứng hầu, nghe ông nói xong thì cúi đầu cảm ơn. Dạ, con đội ơn ông. Ông Lý gật đầu hài lòng, ông gọi lớn: Thằng Tèo đâu? Ngoài cửa có một thanh niên khác hớt hải chạy vào. Ông cho gọi con à? Mày sắp cho thằng Sâm một phòng ở sạch sẽ, mang cho nó mấy bộ quần áo mới đàng hoàng. Xong xuôi thông báo với người trong nhà, từ giờ nó sẽ nấu ăn kim luôn bảo vệ an toàn cho ông. Đứa nào thấy nó mới mà bắt nạt, đừng có trách ông, nghe chưa? Dạ bẩm, con đi làm ngay ạ. Nói xong, ông Lý quay sang nói với Sâm: Mày đi theo nó, hôm nay cho mày làm quen với mọi người, ngày mai bắt đầu làm việc,
Cứ theo ông sẽ cho mày hưởng phước. Đang nói dở thì có một người con gái bước vào, đó chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông Lý. Chứng kiến thân hình to lớn của Sâm, cộng thêm nước da ngăm đen tôn lên từng cơ bắp trên thân thể ấy, khiến cho cô nàng có bản tính lẳng lơ này không thể rời mắt. Thấy cảnh này, ông Lý ho khan vài cái, làm cho Mai khẽ giật mình. Cô che miệng cười tủm tỉm, nói: "Ê, ai vậy cha? Sao mà đẹp trai thế?" Có lẽ còn chưa có ai kể về tiểu sử của vị tiểu thư này, nên khi vừa gặp, lại thêm cái biểu hiện bản lạng ấy, khiến cho Sâm cũng có phần ngạc nhiên. Cậu đáp: "Dạ, bẩm tiểu thư, tôi là Sâm, mới được ông thu nhận về làm việc. Có gì mong tiểu thư chỉ bảo." "Cha mới nhận nó về làm. Từ giờ nó là đầu bếp kiêm bảo vệ an toàn cho cha. Cha cấm mày làm gì với nó, biết chưa?" Đang vui vẻ là thế, nghe ông Lý nói câu ấy làm cho Mai phật hứng. Cô đáp lại với giọng giận dỗi: "Làm gì là làm gì, cha lại bắt đầu rồi." Nói xong, cô bỏ ra ngoài phòng. Trước khi đi, không quên liếc mắt đưa tình một cái với Sâm, khiến cho cậu ngẩn ngơ khó hiểu. Ông Lý thấy cảnh này khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Tèo và Sâm ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Bước ra ngoài, Tèo nói với Sâm: "Anh Sâm tốt số thật, được ông chủ yêu thích. Sau này chiếu cố thằng em tí nhé." Sâm mỉm cười đáp lại: "Em mới có 20 tuổi thôi, chắc anh Tèo lớn hơn em đấy. Có gì mà yêu thích, sau này còn cần nhờ anh dặn dò thêm." "Ồ, vậy em ít hơn anh 1 tuổi. Em đừng lo, ở trong nhà chỉ cần chú ý sắc mặt ông chủ để hành sự là được. Ngoài ra còn cần phải để ý cả cô chủ và cậu chủ nữa." Nói rồi, Tèo kể đại khái tình hình cũng như tính cách của Mai và Bảo, cả về thói lẳng lơ của cô chủ hay cái máu đỏ đen của cậu chủ. Vừa nói xong thì ngoài cổng đã thấy bóng dáng của Bảo đi vào. Nhìn thấy Sâm lạ mặt đang đi cùng với Tèo, Bảo nói với giọng buồn bực: "Tèo, vào bếp lấy cái gì cho tao ăn? Mà mày là thằng nào?" Thấy cậu chủ mà Tèo vừa mới nhắc nhở giờ đây đang đứng trước mặt mình, Sâm có phần chột dạ, cúi đầu xuống và nói: Dạ, bẩm cậu chủ, tôi là người hầu của ông chủ mới nhận về, phụ trách việc nấu ăn và bảo vệ sự an toàn cho ông chủ ạ." Bảo nhìn Sâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói với giọng dịu hơn: "Vậy mày xuống bếp, nấu đại cho tao tô mì." Tiếp đến quay sang Tèo: "Ông chủ đâu?" Ông chủ đang trên nhà khách. Lát nữa thằng này nấu xong thì mang qua phòng cho tao." Thưa dân ạ." Dặn dò xong, Bảo đi lên nhà khách, nơi ông Lý đang ở đó. Một lúc thì có tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên. Người trong nhà không ai có vẻ gì ngạc nhiên cả, vì việc này thường xuyên xảy ra. Mỗi khi cậu chủ thua bạc trở về là hai cha con lại lời qua tiếng lại: "Mày giỏi thì tự kiếm lấy tiền mà chơi. Cái loại suốt ngày ăn bám, rồi cái nhà này cũng bị mày phá nát thôi. Trước sau gì cha chẳng để lại cho con. Cái loại cờ bạc như mày đừng hòng tao cho một xu. Cút." Thấy Sâm có vẻ chăm chú lắng nghe cuộc cãi giả, Tèo dỗ dai rồi nói: "Em đi nấu mì cho cậu chủ đi. Lát nữa không có mì, kiểu gì cũng bị giận cá chém thớt đấy." Ông chủ và cậu chủ có vẻ không hòa hợp lắm anh nhỉ?" "Hòa hợp? Nếu em có con cái mà nó suốt ngày giác tiền đi chơi cờ bạc thì em có hòa hợp nổi không? Thôi đi nấu mì đi." Nói xong, Tèo cũng chạy đi làm việc của mình, còn Sâm vào bếp nấu cho cậu chủ một tô mì. Thời gian dần trôi, thấm thoát, Sâm đã ở được trong nhà ông Lý gần một tháng. Một tháng này, cậu đã làm quen hơn với cuộc sống ở đây. Mọi người đối đãi với cậu rất tốt. Hàng ngày, Sâm nấu cơm cho ông Lý, ngoài ra còn đi theo ông ra ngoài, khi thì đi thu tiền hàng, khi thì đi dạo phố. Người ta cũng đã quen với hình ảnh đằng sau ông Lý. Có một cậu thanh niên cường tráng luôn cúi đầu theo hầu. Ông Lý cũng rất hài lòng khi thu về được một tên tùy tùng như Sâm. Chỉ nói riêng đến việc Sâm nấu ăn rất ngon thôi đã đủ cho ông cảm thấy quyết định của ông là đúng đắn.
Hôm nay, ông Lý rất vui khi vừa chốt được một thương vụ làm ăn lớn. Ông sai người mua một con lợn to về khao toàn bộ mọi người trong nhà một chầu thật lớn. Đám người ở ai ai cũng lấy làm vui mừng. Họ ít khi được ông chủ đối đãi như thế này. Ngoài ra, họ rất háo hức được nếm thử tay nghề của Sâm. Buổi tiệc hôm ấy kéo dài đến tận đêm và đầy ắp tiếng cười, tiếng cụng chén, tiếng reo hò rôn rã. Ông Lý cũng uống tương đối nhiều và cũng đã ngà ngà say nên đi ngủ trước. Trời hôm nay rất sáng trăng, lại cộng thêm cái thời tiết mùa hè khá là oi bức, làm cho con người ta cảm giác khó chịu. Khi ông Lý đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi cái tiếng động phát ra khá lớn ở ngoài sân. Âm thanh phát ra tựa như có người đang dùng cái gậy mà gõ xuống nền gạch trong sân. Ông Lý với cái quạt mo mà phe phải vì nóng, miệng quát lớn: "Tiên sư đứa nào đang nghịch ngợm ngoài sân đấy? Có để yên cho ông mày ngủ hay không thì bảo." Không có ai trả lời. Khi ông Lý tiếp tục chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì âm thanh đó lại vang lên. Cùng với âm thanh ấy là tiếng dép loẹt xoẹt, giống như có người đang bước từng bước chân chậm rãi. Ông Lý rất bực bội, đang định quát thêm lần nữa thì chợt khựng lại bởi có người vừa gọi tên ông. "Lý ơi! Lý ơi!" Cái tiếng gọi dài, khàn khàn và thê thảm chậm rãi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, tựa như từ chốn xa xăm nào đó vọng về, xoáy thẳng vào tâm can, làm cho ông Lý thất kinh. Bởi cái giọng nói này làm sao ông quên được, đó là giọng của ông Toàn. Ông Lý cứ ú a ú ớ không nói nên lời. "Lý ơi, trả mạng cho tao." "Không, không thể nào." Ông Lý hoảng sợ bật dậy. Ông tiến tới dòng qua khe cửa sổ để nhìn ra trước sân. Ông tá hỏa ngồi bệt xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng mùa hè, ông Lý thấy ông Toàn ở đó, tay chống cây gậy xuống đất mà bước chân chậm rãi về phía cửa sổ, nơi ông Lý đang dồn ra. Cái tiếng gậy chống xuống nền gạch như có một ma lực nào đó. Nó khiến cho toàn thân ông Lý dựng hết cả tóc gáy. Ông hoảng sợ đến mức phải lấy tay che miệng lại để khỏi phải hét lên thành tiếng. Ông bước từng bước lùi lại thật khẽ. Ông sợ làm cho cái thứ ngoài kia chú ý. Chẳng biết vì sao, cái cửa sổ với cái bản lề cũ kỹ chậm chậm mở ra. Âm thanh ken két thật khiến cho người ta phải hãi hùng. Khi cánh cửa sổ mở tung ra hẳn thì cũng là lúc ông Lý gần như đối mặt với hồn ma của ông Toàn. "Lý ơi, trả mạng cho tao." Ông Lý choàng tỉnh, cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông há miệng thở hồng hộc. Trời lúc này vẫn còn tối, mới chỉ qua canh bốn không lâu. Thì ra là mơ. Khẽ thở phào khi nhận ra đó là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thật. Tuy nhiên, điều khiến ông cảm thấy khó hiểu đó là tại sao cơn ác mộng về ông Toàn lại quay trở lại. Chẳng phải chính ông đã trấn yểm ngôi mộ rồi hay sao? Đang suy nghĩ miên man, ông phát hiện có một người ở phía bên ngoài. Ông quát lớn: "Đứa nào đứng ngoài đó?" "Ơi dạ bóng ông, là con." "Sao mà mày đứng ngoài đó làm gì?" "Dạ bẩm, con nghe thấy ông hét to quá nên sợ ông xảy ra chuyện gì. Dù sao con cũng đang phụ trách an toàn cho ông mà." "Tao ngủ mơ thôi, mày lui xuống đi." "Thưa vâng ạ." Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả. Ông Lý không ngủ lại được nữa. Ông trằn trọc chờ trời sáng bởi ông cần phải chứng thực một việc. Sáng hôm sau, người ta thấy ông Lý dậy rất sớm, vội vã đi ra ngoài. Càng ngạc nhiên hơn khi ông đi một mình mà không có ai theo hầu. Ông Lý vội vã như vậy là vì ông phải đi ra nghĩa địa của làng, đến ngôi mộ của ông Toàn. Ngôi mộ của ông Toàn nằm sâu trong nghĩa địa. Vị trí này là do ông Lý chọn. Nó hơi khuất tầm nhìn nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào. Đứng trước ngôi mộ này, bất giác ông cảm thấy rùng mình, bởi bằng mắt thường ông cũng có thể nhìn thấy tại vị trí ba cây đinh sắt mà tự tay ông đóng xuống thì giờ đây đã xuất hiện ba cái lỗ,
chứng tỏ đã có người nhổ ba cây đinh đó lên, thậm chí ngay cả vị trí chôn cái hình nhân cũng có vết đào bới. Sau khi kiểm tra, quả nhiên con hình nhân đã không còn. Còn mãi suy nghĩ thì một tiếng kêu bất chợt làm cho ông giật mình. Ông Lý vội ngẩng đầu lên, thấy từ đâu bay đến một con quạ. Nó xà xuống đậu ngay trên bia mộ của ông Toàn. Nó nhìn ông Lý mà kêu lên từng tiếng, làm cho ông kinh hãi. Ông Lý bước lùi từng bước, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ông chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Phía sau lưng ông vẫn vọng đến từng tiếng kêu gai người của con quạ, làm cho ông không dám ngoái đầu lại. Về đến nhà, ông suy nghĩ mãi về vấn đề này. Ông quyết định khăn gói tay nải đi xa một chuyến. Ông phải đi tìm tên thầy bùa năm xưa để xin lại vật dụng trấn yểm lại oan hồn của ông Toàn. Nghĩ là làm, ông sai người chuẩn bị cho ông một chiếc xe ngựa, đồng và cơm nắm rồi lên đường. Bác ơi, bác cho tôi hỏi, thầy Cẩn nhà ở đây chuyển đi đâu rồi ạ? Một người đàn ông đang bước đi chậm rãi trên con đường trong làng, trên vai vẫn còn đang vác vài cần câu. Chắc có lẽ là đang trên đường câu cá về, thì bị một người đàn ông khác xin dừng lại hỏi chuyện. Người hỏi chuyện không ai khác chính là ông Lý. Sau cả nửa ngày đi đường, cuối cùng ông cũng tới được nhà của ông thầy Cẩn, người mà năm xưa đã giúp ông chấn yểm oan hồn của ông Toàn. Thế nhưng sau bao nhiêu năm quay trở lại, ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng trông có vẻ đã lâu không có người sinh sống. Cửa nhà đều bị đóng lại, lá rụng tràn ngập cả khoảng sân rộng lớn. Người đàn ông câu cá thấy ông Lý hỏi dậy thì ngạc nhiên, nhìn ông Lý một lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi lại. Ông là người nơi khác tới đây phải không? Dạ đúng rồi, tôi là người dùng khác. Lần trước có tới tìm thầy Cẩn để cầu tài lộc và may mắn. Nay tôi quay lại để thăm mà không thấy thầy đâu nữa. Ông Lý trả lời với giọng điệu hết sức ôn hòa và niềm nở, khác hẳn với hình ảnh của ông phú hộ phách lối lạnh lùng hàng ngày. Ai bảo ông đang gặp chuyện cơ chứ? Người đàn ông kia nghe xong cũng gật đầu, tỏ vẻ, ra là vậy, rồi trả lời. Ông đến chậm mất rồi, thầy Cẩn chết rồi. Chết rồi. Bác có thể nói rõ hơn được không ạ? Sở dĩ mà tôi đoán ông không phải là người vùng này là vì cái chết của thầy Cẩn quá đổi kinh dị. Trong vùng này ai ai cũng biết đến. Nói đến đây, người đàn ông ra hiệu cho ông Lý tới gốc cây trước mặt và ngồi xuống. Sau đó tiếp tục kể. Thầy Cẩn chết cách đây khoảng một tháng. Mới tối hôm trước, thầy còn đang xem cho khách mà sáng hôm sau, người ở đã phát hiện ra thầy chết từ lúc nào. Xác của thầy bị treo lủng lẳng giữa phòng ngủ. Thầy bị cứa cổ mà chết. Máu chảy ra từ cổ nhỏ xuống sàn nhà lênh láng. Hai mắt thầy mở trừng trừng, đáng sợ lắm. Kể tới đây, người đàn ông khẽ rùng mình một cái. Kể xong, lão đứng dậy phủi phủi vài cái, rồi nói với ông Lý lúc này còn đang há hốc miệng vì câu chuyện vừa rồi. Thôi thôi, tôi phải về đây. Tự nhiên nhắc tới lại thấy sợ. Rồi cũng không đợi ông Lý chào, đã dội vàng đi mất, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó. Tuy mất công đi một chuyến, nhưng với ông Lý không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít là ông đã biết được ông thầy bùa đã chết. Mà hơn thế nữa, đó là bị giết chết. Kết hợp với các tình tiết, có người phá các thứ ông đã trấn yểm tại ngôi mộ của ông Toàn. Ông Lý kết luận, có kẻ đang muốn khơi lại tội ác của ông năm xưa. Ông trở về ngay trong đêm hôm đó. Đến sáng, khi về ngôi làng Yên Thịnh, thì từ xa, ông Lý đã thấy rất đông người tụ tập trước khuôn viên nhà của ông. Thậm chí có cả lính canh của quan phủ. Cảm giác có sự chẳng lành, ông mau chóng bước tới quát lớn. Chúng mày làm gì tụ tập trước cửa nhà ông thế này? Nghe thấy giọng nói ông Lý, tất cả đều dẹt ra hai bên để cho ông Lý bước vào. Chẳng ai dám hé răng nói câu nào. Phần vì cái uy của ông, phần vì không muốn rước họa vào thân, vì mọi người đều biết
nhà ông Lý đang có chuyện lớn. Ông Lý bước vào nhà với tâm trạng khó hiểu, thì từ trong nhà, thằng Tèo hớt hải chạy ra cổng đón ông với vẻ mặt hoảng hốt. Ông ơi, có chuyện lớn rồi. Ông Lý quát. Có chuyện gì? Tèo trả lời. Cô chủ, chết rồi. Mày nói cái gì? Chẳng đợi cho Tèo nói tiếp, ông Lý đạp một cú vào giữa ngực, khiến cho cậu lăn lóc ra đất đau đớn. Sau khi ông Lý bước vào bên trong, vừa vào đến nơi, ông giật mình khi giữa sân đang có rất nhiều người đứng xung quanh một cái chiếu đắp lên một người nằm đó. Cái chiếu ngắn ngủn làm lộ ra đôi chân trắng ẩn nhợt nhạt. Thấy ông Lý đã về, người ở dỗ dàng tản hết ra, chỉ còn viên quan tri huyện là đứng tại chỗ. Ông Lý vừa tới, quan nói. Lão Lý đi đâu mà bây giờ mới về? Lão phải hết sức bình tĩnh nha. Không đợi tên quan phủ nói hết, ông Lý đã xông tới, dán chiếc chiếu lên một góc làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Mai! Mai ơi! Cô làm sao thế này? Mai ơi! Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho ai nấy đều thương xót cho ông Lý. Phải, người nằm đó không ai khác chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông. Tuy hai đứa con luôn làm cho ông phiền muộn, nhưng dù gì vẫn là cốt nhục của ông. Chứng kiến cái chết của cô con gái làm cho ông Lý không khỏi xót xa. Chuyện này là thế nào? Ông Lý ngẩng đầu lên nhìn quan tri phủ mà gằn lên từng chữ, khác hẳn với vẻ nịnh nọt khúm núm như mọi lần. Tên quan phủ cũng biết tâm trạng của ông Lý đang bị kích động nên không chấp thái độ này, ra hiệu cho ông Lý đi vào nhà nói chuyện. Vào đến phòng khách, quan tri huyện ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại hai người, quan nói. Lão Lý, lão phải nói thật cho ta biết, lão có thù oán gì với ai hay không? Nghe quan phủ hỏi vậy, ông Lý chột dạ, vội vàng lắc đầu, bởi ông không thể mang chuyện liên quan đến ông Toàn mà kể ra được. Quan tri phủ thấy vậy, khẽ thở dài, nói tiếp. Sáng hôm nay, có người báo tin phát hiện ra một xác chết lõa lồ, hai tay bị trói lại rồi treo ở cây đa ngoài đầu làng, kèm theo đó là một vết cắt sâu ở trên cổ. Lão có chắc là không có kẻ thù nào chứ? Ông Lý bất thần, ban nãy vì quá đau thương nên ông không kịp kiểm tra kỹ xác của con gái. Không ngờ con gái ông bị chết thê thảm như vậy. Cắt cổ treo lên. Đây chẳng phải giống như cái chết của thầy Cẩn hay sao? Lão Lý! Lão Lý! Thấy ông Lý thất thần, quan phải gọi tên mấy lần, ông Lý mới giật mình mà đáp lại. Bẩm quan, tôi làm gì có ai thù hằn đến mức này. Mong quan điều tra bắt hung thủ giúp tôi, để tôi rửa mối hận này thay cho con Mai. Chẳng cần nói thì viên quan tri huyện cũng phải điều tra ngọn ngành việc này. Khẽ gật đầu rồi an ủi ông Lý vài câu, quan ra lệnh cho lính canh giải tán dân làng rồi hồi phủ để cho ông Lý còn lo hậu sự. Đám tang nhanh chóng được diễn ra, người người chạy trước chạy xuôi để lo việc. Thầy cúng đã được mời tới, một chiếc quan tài loại đắt tiền rất nhanh được đưa đến. Đám tang được tiến hành chóng vánh theo lệnh của ông Lý. Tối hôm ấy, ông triệu tập tất cả mọi người trong nhà ra để trút giận, để mắng, để chửi. Tay cầm chai rượu, cứ thế tu ừng ực. Khi đang uống, ông khựng lại như nhớ ra điều gì. Ông hỏi, cậu chủ đâu? Song lúc này vẫn đang quỳ trên đất, lên tiếng. Dạ bẩm, từ hôm ông mẫu lận khao cả nhà, vẫn không thấy cậu chủ về ạ. Ông Lý quát lớn. Đến nước này rồi, mà vẫn còn đang rút chỗ nào đánh bạc hay sao? Mau cho người tìm cậu chủ về đây, không tìm được, chúng mày đừng có trách ông. Cút hết ra ngoài. Mọi người lui hết ra ngoài, không ai dám ở lại mà hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Lý. Ông tiếp tục chìm vào trong men say. Ông vẫn còn nhớ như in cái lúc ông đưa tiễn con gái ra nghĩa địa. Ở phía ngôi mộ ông Toàn vẫn vang lên tiếng quạ kêu đầy lạnh lẽo. Ông tin chắc rằng có kẻ đang ngắm vào ông và gia đình, muốn lật lại quá khứ tội lỗi của ông. Suy nghĩ miên man một lúc, rồi ông Lý cũng chìm vào giấc ngủ bởi ông uống quá nhiều. Và rồi cơn ác mộng một lần nữa lại kéo tới. Trong mơ, ông Lý thấy mình đang ngồi ở phòng khách,
bất chợt có tiếng gọi u ám lạnh lẽo vang lên. Cha ơi! Ông nhận ra đó là giọng nói của con gái mình. Mai! Con ở đâu? Mai! Cha ơi! Con chết thảm quá! Nói cho cha biết ai đã giết con. Ông Lý đứng bật dậy. Ông cố tìm đến nơi phát ra tiếng gọi của con gái ông. Bên tai ông Lý vẫn vang vẳng giọng nói của Mai. Cha ơi, con lạnh lắm. Ông Lý cứ nhìn bóng hình con gái cứ thế xa dần trong sự bất lực. Ông chủ ơi! Ông Lý giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Tèo và Sâm. Chắc có lẽ do ông ú ớ kêu la to quá mà hai thanh niên phải vào đây lay dậy. Đây là đâu? Tèo với Sâm ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy khó hiểu với câu hỏi này. Tèo đáp. Ông chủ gặp ác mộng phải không ạ? Đây là phòng của ông. Ông kêu to quá nên chúng con mạn phép vào xem tình hình. Mong ông chủ thứ tội. Lúc này, ông Lý đã bình tĩnh hơn và đã sớm nhận ra mọi chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng. Ông nói với giọng điệu mệt mỏi. Thằng Bảo về chưa? Sâm đáp. Dạ, con vẫn chưa thấy cậu về. Ông Lý cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cậu con trai quý tử. Ông ra hiệu cho hai thanh niên ra ngoài. Tèo và Sâm cúi chào ông, rồi cả hai đi về phòng nghỉ ngơi. Bước tới bàn vong của cô con gái, khẽ thắp ba nén nhang, rồi khấn vái. Trong lòng ông Lý bây giờ đang tràn ngập nỗi lo. Không biết đứa con duy nhất của ông giờ này đang ở đâu. Cái giấc mộng kinh hoàng vừa rồi liệu có phải là một điềm báo hay không? Ông Lý khẽ thở dài, ngồi đăm chiêu suốt thời gian còn lại cho tới khi trời sáng. Thấm thoát lại thêm một tuần nữa trôi qua kể từ khi xảy ra cái chết của Mai. Ông Lý ngày càng tiều tụy hơn. Ông sai người tìm khắp ngóc ngách của cái làng này, thậm chí là nhờ quan tri huyện cho người tìm ở cả mấy làng lân cận. Tuy nhiên vẫn không có tin tức của Bảo. Trong ông Lý như già thêm mấy tuổi. Ông uống rượu nhiều hơn, bởi chỉ có rượu mới làm cho ông tạm quên cái cảm giác đang tra tấn hành hạ ông mấy ngày hôm nay. Người ở trong nhà biết tâm trạng của ông nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ, bởi chỉ cần làm phật ý của ông thì sẽ trở thành nơi cho ông phát tiết. Bên cạnh ông Lý lúc này chỉ còn lại hai người vẫn thường xuyên tiếp xúc, đó là Tèo và Sâm. Sâm vẫn như thường lệ phụ trách nấu các món ăn tẩm bổ cho ông Lý, nhất là cái độ mà sức khỏe của ông Lý có phần sa sút. Còn Tèo thì phụ trách việc truy tìm tung tích của cậu chủ. Cho đến một hôm, khi ông Lý đang thắp nén nhang khấn vái cho cô con gái xấu số, thì thằng Tèo hớt hải chạy vào, miệng nói lớn. Ông chủ ơi, cậu Bảo về rồi. Ông Lý giật mình đánh rơi que nhang xuống đất. Khi còn chưa kịp nói gì, thì phía ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc. Thằng Sâm vào bếp nấu cho cậu bát mì. Nghe thấy giọng nói của thằng quý tử, ba máu sáu cơn của ông Lý dồn hết lên não. Ông giới ngay cái ba ton của mình, bước nhanh ra ngoài. Con chào ba. Vừa thấy ông Lý thì Bảo định chào như mọi lần, nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cha mình. Bảo vẫn chưa hay biết gì về cái chết của chị Mai. Vẫn như thường lệ, rút vào một xó nào đấy và nướng hết số tiền mình có. Không để cho Bảo nói tiếp, ông Lý giơ cái ba ton lên nện xuống, miệng quát lớn. Chào cái mã cha mày! Mày cút đi đâu mà giờ nãy mới về? Tiên sư cái thằng mất dạy! Mày đợi thằng cha mày xuống lỗ rồi á, mày mới về thắp hương cho tao phải không? Bảo ngẩn ngơ, cậu vừa nghiêng người tránh né cái ba ton đang dột xuống, vừa nghe ông Lý chửi. Cậu không ngờ cha cậu lại giận dữ đến thế. Khi đang tránh né, cậu có đảo mắt liếc vào trong nhà và thấy di ảnh của Mai trên bàn thờ. Cậu tá hỏa, ấp úng. Chị Mai có chuyện gì sao? Sao sao cái mã cha nhà mày? Vừa chửi, ông Lý vừa thở hồng hộc vì mệt. Chưa bao giờ ông Lý tức giận đến như vậy. Người ở từ nhà trên tới nhà dưới đều im thinh thích, không ai dám hé răng nửa lời. Do đang đứng gần cậu chủ nên Tèo rón rén bước tới, nói nhỏ vào tai của Bảo điều gì đó khiến cho cậu há hốc miệng nuốt nước bọt cái ực. Giờ thì Bảo đã hiểu vì sao ông Lý lại tức giận như vậy.
Suy nghĩ một lúc, Bảo bày ra một vẻ tội lỗi cùng đau thương, cố rặn ra giọt nước mắt rồi nói: Ôi trời ơi, chị Mai ơi, cha nói đi, kẻ nào giết chị Mai? Con mẹ nó, con mà biết là ai thì con không để yên cho nó sống đâu. Ông Lý đang hạ hỏa được đôi chút, nghe thằng con quý tử gào róng lên, máu lại dồn lên não. Ông lại quát: Mày nghĩ nếu biết được hung thủ là ai, tao còn phải chờ mày về để bẩm báo cho mày đi bắt nó à, cái thằng ốc lợn. Bảo lại ngớ người, cậu rón rén bước lại gần ông Lý, khẽ nịnh nọt cho ông bớt giận. Con biết cha lo cho con, nhưng chẳng phải con vẫn an toàn hay sao? Thôi cha bớt giận, những ngày này con không đi ra ngoài nữa, không cờ bạc nữa, cha yên tâm. Ông Lý tức thì tức dậy, nhưng cái thời khắc thấy con trai mình bình an vô sự, lòng ông cũng nhẹ nhõm phần nào. Nay nghe nó nói mấy câu lọt tai, biết là nịnh, nhưng ông cũng không bắt bẻ. Ông nói: Khôn hồn á thì ở yên trong nhà, tao không có nhu cầu đi nhặt xác mày về đâu. Nói xong, ông bỏ lên trên nhà, mặc kệ cho Bảo đứng ngơ ngác ở đó. Thấy mọi chuyện đã xui xui, người ở cũng tản đi hết, lúc này chỉ còn lại Tèo và Sâm là ở lại. Sau khi nghe người hầu kể tường tận về cái chết của Mai, Bảo khẽ rùng mình, vẫn không quên dặn Sâm nấu cho mình cái gì đó để ăn rồi trở về phòng. Những ngày tiếp theo, đúng như lời Bảo đã nói, cậu không ra khỏi nhà, ngày ngày ở bên hầu ông Lý, đến cả ăn cơm cũng ngồi ăn chung với cha. Nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt này, ông Lý không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ thằng con quý tử của ông đã biết sợ. Ông Lý hài lòng, phần nào nguôi ngoai đi nỗi tiếc thương của cô con gái xấu số. Bảo cùng với ông Lý đang ăn cả một bàn ăn thịnh soạn, đứng bên cạnh là Sâm đang hầu rượu, thì ông Lý bỗng nhiên lên cơn buồn ngủ. Ngáp ngáp mấy cái, ông chống cái ba ton đi vào buồng trong để nghỉ ngơi. Sâm đi theo dìu ông vào trong buồng, sau đấy quay trở ra để hầu cậu chủ. Bảo dùng bữa thêm một lúc thì cũng ra hiệu cho Sâm dọn dẹp. Dắt cái chân lên ghế ngồi ngả lưng, tay đang dùng tăm xỉa răng, cậu nhận thấy có cái gì đó óng ánh ngay dưới đất. Cúi xuống quan sát, Bảo phát hiện đây là một chiếc chìa khóa có màu vàng. Nhặt nó lên ngắm nghía một lúc, Bảo nở một nụ cười bí hiểm. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, vẫn tưởng thằng con trai quý tử đã thay đổi, thì ông Lý phát hiện Bảo lại đi ra ngoài một hai ngày rồi chưa thấy về. Khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán, bởi ông Lý cũng bất lực. Không lẽ bắt nhốt cậu con trai giam lại thì cũng không phải là cách hay. Thời gian này, ông cũng phát hiện ra sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng. Ông ho nhiều hơn, có những lúc ho ra cả máu, lại cộng thêm những cơn ác mộng vẫn cứ hành hạ ông mỗi đêm, khiến cho ông Lý không còn vẻ ngông nghênh thường thấy. Thay vào đó là dáng vẻ lộn khộn, tay chống gậy đi từng bước mệt nhọc. Ông Lý suy nghĩ mãi vấn đề của mình. Ông biết rằng hung thủ sát hại Mai có liên quan đến vụ việc nhà ông Toàn, bởi không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên các sự kiện như vậy được. Ông Lý đã từng nghĩ đến cậu con trai 10 tuổi của ông Toàn mất tích bí ẩn năm đó. Nói đến đây, ông thừa nhận mình đã quá sơ sót trong việc này. Khi mà ông cứ tưởng rằng Tây Ngưu cùng thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ, không ngờ lại để sót mầm họa này. Đang ngẫm nghĩ thì Tèo chạy vô bẩm báo. Bẩm ông, quan tri huyện tới. Mau mời vào. Dân, thưa ông chủ. Một lát sau, có một người đàn ông mặc quan phục, dáng vẻ uy nghi bước vào, khẽ gật đầu với ông Lý, rồi bước thẳng tới một trong hai chiếc ghế ở giữa phòng khách ngồi xuống. Ông Lý bước tới rót trà, rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Ông hỏi. Bẩm quan, nay quan đại xá tới đây, có lẽ là đã có tin tức gì chăng? Quan tri huyện không vội đáp lời, khẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rồi mới nói. Có chút manh mối, nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Qua quá trình điều tra, thì có người cung cấp thông tin rằng, từng thấy một nam một nữ rạng sáng hôm xảy ra án mạng, có đi từ hướng làng bên về làng Yên Thịnh. Người này nhận ra tiểu thư Mai do cũng thường xuyên bắt gặp.
Duy chỉ có người đàn ông đi cùng thì đội một chiếc nón nhỏ che mặt nên không nhìn thấy được, chỉ biết dáng người cao lớn mà thôi. Nói đến đây, Quang lại dừng lại nhấp một ngụm trà, như thể đang chờ đợi ông Lý có phản ứng gì hay không. Ông Lý đăm chiêu bởi cái dữ kiện này có cũng như không, nhưng chí ít biết được là có kẻ đi cùng Mai trước khi chết có dáng người như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, ông Lý nói, bẩm quan, lão Lý này trước giờ vẫn một lòng với quan, mong quan minh xét. Thấy ông Lý nói ngập ngừng, quan đáp, lão Lý cần gì câu nệ như vậy, có gì cứ nói. Bẩm quan, 10 năm trước chắc quan vẫn chưa quên vụ của ông Toàn chứ à? Quả thật do một tay lão Lý này làm. Quan đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo nên từng tiếng lạch cạch thì dừng lại, được một lúc rồi lại gõ tiếp, như ra hiệu cho ông Lý tiếp tục. Ông Lý nhìn vẻ mặt của Quan không hề biến sắc một chút nào, lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông vẫn quyết định kể. Năm đó lão cùng thân tín lẻn vào truy sát nhà ông Toàn, chỉ không ngờ rằng khi dân báo án lên quan thì lão mới biết được là không có xác chết của thằng con 10 tuổi nhà ông ấy. Sự việc cũng đã lâu, mong quan thương tình mà trách nhẹ cho. Có lẽ mầm sống ngày đó đã trở về để trả thù. Ông Lý đang nói thì bị quan giơ tay ngăn lại, khẽ thở dài, quan đáp với giọng lạnh lùng. Ta đã nhiều lần dặn dò lão không nên nước sông phạm nước giếng, lão còn nhớ chứ? Lão Toàn chung quy vẫn biết chừng mực, cũng là chỗ quen biết với ta. Lão làm như vậy chính là giả vô mặt quan một cái rồi đấy. Ông Lý nghe quan nói vậy thì hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp. Bẩm quan, lão lỡ dại, mong quan thứ tội. Đứng lên đi, kẻo người ta nhìn. Ông Lý dân dạ một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Xong xuôi, quan nói tiếp. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, lão cũng đã thành thật với ta, thì việc này coi như xong. Ở cái làng này cũng chỉ còn mỗi lão là qua lại với ta. Chỉ có một điều, đứa bé năm ấy đã biệt tích không dấu vết, tại sao lão lại nghĩ tới khả năng này? Nghe quan nói xong, ông Lý bắt đầu kể tường tận mọi thứ cho quan nghe, từ vụ yểm bùa ngôi mộ ông Toàn cho đến cái chết của ông thầy Cẩn không giấu một thứ gì. Nghe đến đâu, quan gật gù tới đó. Thời gian này, lão tốt nhất đừng ra ngoài. Ta sẽ điều tra những người lạ từng xuất hiện ở làng này. Ngoài ra, dặn dò con trai lão đừng có đi ra ngoài, kẻo rước họa vào thân. Nghe đến đây, ông Lý thở dài, đáp lại. Chẳng giấu gì quan, thằng nghịch tử nó lại bỏ ra ngoài chơi rồi, đánh chết cũng không chừa cái máu đỏ đen. Nghe xong, quan cũng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Tiếp đến, quan nói một câu không liên quan đến chủ đề hiện tại. Dạo này, việc làm ăn vẫn tốt chứ lão Lý? Vốn là con cáo già, sao ông Lý không hiểu ý tứ trong lời nói ấy? Ông mỉm cười, xin phép quan đi vào trong buồng, mục đích chính là lấy tiền để đút lót cho quan. Ôi trời đất ơi! Thấy ông Lý kêu lên khiến cho quan giật mình, quan vội chạy vào buồng trong thì thấy ông Lý đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt thất thần. Quan hỏi, có chuyện gì vậy? Bẩm quan, tiền vàng của cải của nhà lão không cánh mà bay hết rồi. Cái gì? Sao có thể? Đến chính ông Lý cũng cảm thấy điều này là không thể, bởi cái tủ đựng củ cải trong nhà được chính tay ông đặt riêng về, chất liệu gỗ quý cực kỳ rắn chắc, không thể cậy mở được. Cách duy nhất có thể mở đó là dùng chìa khóa bằng vàng mà ông Lý luôn mang bên mình. Nghĩ tới có kẻ trộm của thì chỉ có thể là người trong nhà, mà nghi vấn lớn nhất chính là Bảo, thằng con trai trời đánh của ông. Nhưng nhìn chìa khóa trong tay, ông tự hỏi rằng trộm bằng cách nào? Như nhìn ra được suy nghĩ của ông Lý, quan tri huyện khẽ thở dài, vỗ vai ông hai cái rồi cũng ra về, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó thất thần vì tiếc của. Những ngày sau đó lại là chuỗi ngày tồi tệ đối với người ở trong nhà. Khi ông Lý giận sôi máu vì không tìm được Bảo, lại phát tiết lên mọi người xung quanh.
Cũng vì vậy mà bệnh tình ông ngày càng trở nặng, sức của ông ngày một yếu dần. Ông gần như không ra khỏi nhà, hết nằm rồi lại ngồi, đến cơm ông cũng chẳng buồn ăn, chỉ mong ngóng từ chỗ tin tức từ thằng Tèo về thằng con trai trời đánh kia mà thôi. Ngày hôm ấy, Sâm nấu cho ông một bát cháo để ông tẩm bổ. Ban đầu, ông Lý chỉ dặn Sâm để đó vì không muốn ăn. Tuy nhiên, bát cháo tỏa ra mùi thơm lạ lẫm khiến ông phải thay đổi ý định. Bát cháo đặc sánh, nóng hổi, xen lẫn mùi thuốc bắc khiến cho ông Lý ngạc nhiên. Ông hỏi, cháo này là cháo gì? Sao lại có mùi thuốc bắc? Sâm đáp, dạ bẩm, hôm nay con ra chợ mua được con lợn rừng, kết hợp với vài vị thuốc bắc để cho ông tẩm bổ ạ. Còn thấy sức khỏe của ông dạo này xuống sức quá, nếu ông ăn không hợp thì để con nấu món khác. Ông Lý xua tay, nói, Không phải, tại ông thấy mùi vị lạ lắm nên ông mới hỏi mày. Nói xong, ông Lý xúc thìa cháo đầu tiên cho vào miệng. Cái mùi cháo đậm mà béo, xen lẫn vị thuốc bắc hòa quyện, miếng thịt như tan ra ở trong miệng, khiến ông suýt xoa. Tay nghề của mày ngày càng khá đấy, sao trước giờ không nấu cho ông ăn món này? Sâm đáp, dạ bẩm ông, món này phải chờ tới nguyên liệu thích hợp mới nấu được ông ạ. Loại thịt cũng phải chọn kỹ, nếu không thì sẽ rất khó ăn. Mặc kệ Sâm nói gì, lúc này ông Lý đang ăn lấy ăn để. Lâu rồi, ông mới lại có cảm giác muốn ăn như bây giờ. Và quả nhiên, ông đã ăn hết bát thứ ba mới dừng lại. Xong xuôi, ông ra hiệu cho Sâm lui ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Sâm vâng dạ rồi đi ra, trên môi nở một nụ cười bí hiểm, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe được. Cần phải làm loại thịt thích hợp ông ạ. Đêm hôm đó, ông Lý lại chiêm bao thấy ác mộng, và cơn ác mộng lần này thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đứng ở phòng khách, quanh quẩn đâu đó là mùi thuốc bắc dịu nhẹ. Còn chưa kịp định thần lại, ông Lý thấy một thứ. Chẳng hiểu sao, ở giữa nhà lại có một nồi cháo đang lơ lửng, sôi ồn ồn. Nồi cháo đặc sệt đen thui với những cục thịt màu đỏ tươi như đang nhún nhảy trên mặt cháo. Ông nhìn kỹ hơn, thấy rõ những miếng thịt đó đều có hình dáng giống như bàn tay, ngón chân của một con người. Những miếng thịt như đang cựa quậy trong nồi cháo, cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Ông Lý cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Cơn ác mộng càng trở nên kinh khủng hơn khi một giọng nói phát ra từ nồi cháo. Giọng nói đó rất quen thuộc, là giọng nói của Bảo. Cha ơi, sao cha lại ăn con? Không! Ông Lý choàng tỉnh, ông ho dữ dội, đến nỗi bàn tay che miệng của ông giờ đây toàn máu là máu. Máu chảy xen kẽ giữa những ngón tay nhỏ giọt xuống cái giường nơi ông đang an vị. Có lẽ sự kinh hoàng tột độ khiến cho ông phải mất một lúc mới định thần lại được. Ông suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi. Cháo, mùi thuốc bắc. Một suy nghĩ lóe lên làm ông Lý có cảm giác buồn nôn. Dù ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng ông vẫn cố hết sức bình tĩnh. Ông nói lớn ra bên ngoài. Thằng Tèo đâu rồi? Phải đến tiếng thứ hai thì từ bên ngoài, Tèo lóng ngóng chạy vô, miệng vẫn còn ngáp. Bởi giờ này cũng đã khuya mà ông Lý lại kêu mình. Tèo nói, Ông cho gọi con à? Ông Lý ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi vẫy tay ra hiệu cho Tèo lại gần hơn. Ông nói nhỏ, mày chạy ngay đến quan phủ tri huyện, nói với quan rằng ông Lý có chuyện gấp, nhờ quan cử người đến nhà. Mày nhớ không được nói với ai, đi mau đi. Dù rất ngạc nhiên, nhưng Tèo không dám trái lệnh của ông Lý, tức tốc đi ngay. Tiếp đến, ông Lý bước ra ngoài phòng khách, gọi lớn. Thằng Sâm đâu rồi? Sâm đâu? Rất nhanh, Sâm có mặt. Khác hẳn với vẻ uể oải của Tèo, Sâm vẫn rất tỉnh táo, bởi có lẽ cậu vẫn chưa ngủ. Sâm đáp, Dạ bẩm, ông cho gọi con. Ông Lý giọng khàn khàn, như thể đang cố nén cơn giận dữ lại trong lòng. Ông hơi đói,
cháo lúc chiều mày nấu có còn không? Dạ bẩm ông, con chỉ nấu vừa đủ cho ông ăn bữa tối thôi. Nếu ông đói thì để con xuống bếp nấu cái gì đó cho ông ăn. Được rồi, mày nấu cho ông bát mì. Dạ vâng, ông đợi con một lát. Sâm cúi đầu chào ông Lý. Khi cậu bước một bước ra khỏi phòng khách thì từ phía sau ông Lý bất chợt lên tiếng. Này Phong này. Dạ vâng, ông gọi. Khi đang nói được nửa câu thì Sâm dừng lại như suy nghĩ điều gì đó khiến cho cậu quay phát người về phía sau. Vừa kịp lúc giơ tay lên đỡ con dao găm đang phóng tới bởi ông Lý. Cú phóng dao khiến cho bàn tay của Sâm bị cứa một đường chảy máu. Cậu lắp bắp. Ông chủ, cô làm gì sai? Mong ông chủ thứ tội. Ông Lý tỏ vẻ nuối tiếc. Với sức khỏe hiện tại thì cú phóng đó ông đã làm rất tốt rồi. Chỉ trách là thân thủ của Sâm không phải dạng vừa. Cú phóng bất ngờ từ phía sau như vậy mà chỉ gây được vết thương nhỏ bé nơi bàn tay. Ông cười khẩy rồi đáp. Diễn đủ rồi. Phong mới là tên của mày, đúng chứ? Nghe ông Lý nói vậy, Sâm im lặng trong giây lát. Tiếp sau đó, không còn vẻ khóm đốm nữa. Cậu đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười. Sâm đáp. Ông biết từ khi nào? Tuy mới chỉ là phỏng đoán, tuy nhiên khi nghe Sâm thừa nhận thì hai mắt ông Lý long sòng sọc vì giận dữ và hoảng sợ. Sợ là bởi nếu đúng như thế thì giấc mơ của ông rất có thể đã xảy ra. Và bảo con trai ông chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Ông gằn lên từng tiếng. Mày đã làm gì con trai tao? Ý ông là thằng con quý hóa kia ấy hả? Chẳng phải ông khen thịt của nó rất ngon hay sao? Ông Lý loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Ông rất mong Sâm sẽ nói rằng Bảo đang ở chỗ nào đó. Nhưng không, tất cả điều ông lo sợ đã thành hiện thực. Một cảm giác buồn nôn le lói ở tận cổ. Chính ông đã ăn thịt con trai của mình. Ông gào thét. Khốn kiếp! Mày sẽ phải chết! Sau đó, ông lao đến quyết sống mái với Sâm. Nhưng dù cho là lúc khỏe mạnh, thì chưa chắc ông đã là đối thủ của Sâm. Nói gì đến lúc này, khi mà sức trói gà còn không chặt. Chỉ với một cú đá, Sâm đã đá bay ông Lý lao thẳng vào cái ghế mà ông mới ngồi, khiến cho nó dở dộn thành từng mảnh. Ông Lý thổ huyết ngẩng đầu lên, nhìn Sâm với ánh mắt hận thù. Chàng thanh niên ấy vẫn rất bình tĩnh, bước tới cái ghế khác gần đó và ngồi xuống. Sâm nói, nếu tôi là ông thì tốt nhất nên để dành chút sức lực ấy mà trăn trối những lời cuối cùng đi. Mày là Phong, là con trai của lão Toàn đúng không? Vợ ông mới biết có phải là hơi muộn rồi không? Tôi cứ nghĩ tới bản tính đa nghi á thì ông phải biết sớm hơn mới phải. Đúng, tôi là con trai mà 10 năm trước đã phải chứng kiến lão thất phu nhà ông chặt đầu cha mình. Nếu không phải vì bản tính nghịch ngợm, thích trốn trong các ngăn tủ, thì có lẽ hôm đó tôi cũng phải bỏ mạng. Nhưng ông trời có mắt khi đã cho tôi sống, và cũng vì thế mà nhìn thấy cha tôi giật xuống cái khăn che mặt của lão già khốn kiếp này. Sâm, hay lúc này phải gọi là Phong, đang nghiến răng ken két khi nhắc về quá khứ kinh hoàng. Phong nhìn ông Lý với ánh mắt hận thù. Ông Lý lúc này đã dịnh được vào một chiếc ghế khác và ngồi xuống. Nghe Phong nói, ông tỏ vẻ tiếc nuối. Ông đã quá khinh suất khi diệt cỏ không diệt tận gốc. Ông nói, chính mày đã giết con gái tao, con trai tao và cả lão thầy bồ tên Cẩn, có phải không? Mày đã lên kế hoạch chi tiết từ khi nào? Phong trả lời, sau 10 năm vật lộn dài đằng đẵng, học nấu ăn, học võ, quyết một ngày nào đó về rửa mối hận thù giết cha. Khi trở về làng này thăm mộ cha tôi, thật không ngờ ông ấy đã chết như thế rồi, mà lão thất phu nhà ông còn trấn yểm ngôi mộ, khiến cho ông ấy không thể siêu thoát. Kẻ trả giá đầu tiên tất nhiên là lão thầy bồ khốn kiếp đó rồi. Lại nói đến con gái của ông. Không tệ, không tệ. Tuy nàng có đam mê sắc dục, nhưng rất xinh, chết có phần đáng tiếc. Ông Lý bất lực khi nghe những lời ấy. Ông không còn đủ sức để trả thù cho con gái của mình, dù kẻ thù ấy đang ở trước mặt. Ông tiếp tục hỏi những thắc mắc trong lòng mình.
Nói như vậy, cái vở kịch mày đuổi theo thằng trộm tiền là do mày dựng lên rồi. Phong đáp, tất nhiên là tôi dựng lên. Tuy nhiên, tôi không chắc là ông sẽ nhận thu tôi về, nhưng vẫn cứ thử. Nếu ông đây không nhận mày về, thì sao? Thì sẽ tiếp tục tình huống khác. Mục đích mày vào nhà ông làm gì? Với thân thủ như mày thì giết ông đây đâu có khó. Phong nghiến răng ken két. Chết đâu dễ như thế. Tôi phải bắt ông nếm trải đủ mùi vị, từ cảm giác chứng kiến người thân mình chết hết, cho đến cái cảnh chính miệng ông nhai nuốt từng thứ thịt của con trai mình. Thế nào? Nó ngon chứ? Sau tất cả rồi mới tới lượt ông. Ông sẽ phải trải qua cái chết từ từ mà đau đớn. Ông chưa bao giờ thắc mắc thân thể của mình đang khỏe mạnh lại tự nhiên đổ bệnh hay sao? Mày đầu độc tao! Tất nhiên rồi. Mỗi ngày một ít trộn lẫn trong đồ ăn, dù ông có mời thầy thuốc tới cũng không thể phát hiện ra được. Chỉ sau thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ bị thối rữa lục phủ ngũ tạng mà chết một cách đau đớn. Ông Lý thở dài, từ khóe mắt ông chảy ra hai hàng lệ. Ông hối hận, nhưng không phải hối hận việc ông đã làm, mà là hối hận vì đã làm không tới chốn. Ông đã không diệt cỏ tận gốc để lại mầm móng, mà đến bây giờ cả nhà ông phải gánh chịu. Còn điều băn khoăn cuối cùng, ông hỏi, vàng bạc của tao có phải do mày lấy? Là thằng con quý tử của ông lấy, nhưng cũng có thể coi là tôi lấy. Mày nói vậy là sao? Là tôi đã gặp cậu chủ đáng kính của ông, nói rõ là sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu của ông, khiến cho ông ngủ say, sau đó sẽ trộm chìa khóa cho hắn vào vơ vét của cải, chỉ cần chia một phần cho tôi là được. Thật không nghĩ tới, khi mà chẳng mất thời gian suy nghĩ, hắn đã dội vàng đồng ý. Cuối cùng thì số của cải ấy vẫn là của tôi, vậy nên nói là tôi lấy chúng cũng không có sai. Ôi trời đất ơi, cái thằng nghịch tử! Ông Lý nghẹn ngào không biết nói gì với sự ngu dốt của cậu con trai. Nhìn thấy ông Lý đã có phần buông xuôi, Phong đứng dậy nhặt lại con dao găm của ông Lý. Cậu bước từng bước lại gần như kẻ săn mồi, miệng nói, tôi vốn để ông sống thêm một thời gian nữa để tôi có thể chứng kiến cái chết từ từ đau đớn của ông. Nhưng ông đã phát hiện rồi thì tôi sẽ cho ông một ân huệ. Đó là một cái chết nhanh gọn. Ông yên tâm mà chết đi, tôi sẽ làm đám ma cho ông. Nghe Phong nói, ông Lý chợt nhớ tới lời mình đã nói vào cái đêm hôm ấy. Tao sẽ lo ma chay cho mày, yên tâm mà chết đi. Sau đó ông nhắm mắt, chấp nhận kết cục của mình. Khi Phong còn chưa kịp ra tay thì cửa phòng bị đạp tung ra. Từ bên ngoài xông vào rất nhiều người. Đó là Tèo đi cùng quan tri huyện và rất nhiều lính canh, phải tới hơn 10 người, đao gươm sáng lóa. Bao vây chỗ này cho ta, mau bắt hung thủ kia lại. Sau khi quan sát tình hình, rất nhanh, quan tri huyện hạ lệnh bao vây, đồng thời lệnh cho lính canh bao vây bắt Phong lại. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra ngay tại ngôi nhà của ông Lý. Dù cho võ nghệ tài giỏi đến đâu, thì Phong cũng không thể một mình chống lại hàng tá lính canh. Sau một hồi chiến đấu, cậu cũng mở được con đường máu và chạy thoát thân qua đường cửa sổ. Nhặt lại được cái mạng từ cõi chết, ông Lý không có tí cảm xúc vui mừng nào khi kẻ thù giết con trai con gái của ông đã chạy thoát. Bản thân ông đã trúng độc, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Quan tri huyện thấy cảnh này cũng thở dài, cử lại một vài tên lính ở lại canh gác, bảo vệ an toàn cho ông Lý, rồi cũng hồi phủ. Dân làng Yên Thịnh bị một phen náo loạn ngay trong đêm hôm ấy. Khi lính canh phủ khắp đường, đèn đuốc sáng rực, lùng sục từng tấc đất trong làng để bắt hung thủ. Hai ngày sau, người ta phát hiện ra một cái xác nổi lềnh bềnh trên dòng sông của làng. Cái xác bị chặt đứt chân tay, cùng với cái bụng đã bị mổ phanh, đôi mắt bị móc ra, cùng lục phủ ngũ tạng không còn. Không rõ bị hung thủ lấy mất hay do cá đã ăn hết,
cái xác đã biến dạng và đang trong quá trình phân hủy. Tuy nhiên, người ta vẫn xác định được đó là Bảo, cậu con trai của ông Lý. Nhắc đến ông Lý, giờ đây ông đã phát điên, hết nói rồi lại cười, cả ngày chỉ có uống rượu, luôn chỉ trỏ trên bàn thờ cô con gái, miệng lẩm bẩm. Chết hết rồi, hết thật rồi. Một tuần sau, ông Lý chết. Khi thằng Tèo phát hiện ra thì ông Lý đang nằm dưới đất. Cái xác đã bốc lên mùi hôi thối, tựa như bị phân hủy từ bên trong, dù ông mới chết không lâu. Trên đất có rất nhiều vết cào cấu, đủ để thấy trước khi chết, ông đã lăn lộn đau đớn như thế nào. Vậy mà tuyệt nhiên không một ai phát hiện hay nghe thấy điều gì cả. Cái chết của ông Lý như một dấu chấm hết cho cái nghiệp của ông gây nên, khi mà tội lỗi của ông gây ra đã khiến cho cả gia đình phải hứng chịu, kết thúc sợi dây nhân quả báo ứng mà chỉ ông là người bắt đầu. Đám ma của ông được đích thân quan tri huyện lo liệu như một lời chào tạm biệt đối với người bạn cũ. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.